Chào tất cả các quý vị nhá. Thỉnh thoảng tôi nhận được cái câu hỏi là cửa cuốn giá bao nhiêu tiền một mét vuông. Thì đối với những bộ cửa cuốn to, đơn giá được tính theo mét vuông thì là bán buôn giá khác và giá lắp đặt hoàn thiện giá khác. Thì các vị có thể truy cập vào đường link website là villatagroup.vn. Đấy, cụ thể ở video này thì tôi làm cái trường hợp là những cái bộ cửa cuốn nhỏ, ví dụ như là dưới 6 mét vuông là giá bao nhiêu, thì tôi chia sẻ. Bởi vì tại sao là những cái bộ cửa cuốn nhỏ dưới 6 mét vuông thì không tính theo đơn giá mét vuông đấy, mà tính theo bộ luôn. Thì đối với những cửa mà nhỏ, dù là 5 mét hay là 4 mét hay là 3 mét vuông, hay chẳng hạn như những bộ cửa cuốn dùng cho cửa sổ như thế này này, hoặc là những bộ cửa cuốn có những cửa hàng rất là nhỏ hẹp, hoặc là những cái có những nhà trên sân thượng ấy, người ta lắp cái cửa cuốn cửa đi luôn để che luôn, thì chiều rộng nó cũng chỉ tầm 1 mét và cao khoảng 2,6 mét thôi. Thì những cái bộ như vậy thì cũng tính theo bộ. Thì đối với những bộ cửa nhỏ, chúng ta để ý trên hình ảnh thì nó cũng đầy đủ ray này, giá này, ray hai bên này, giá hai bên này, rồi trục này, post này, rồi lá cửa, công vận chuyển, lắp đặt hoàn thiện, công thợ lắp. Đấy, tức là nó nhỏ nhưng nó phải đầy đủ cấu tạo và cũng công thợ lắp cũng tận đến thời gian. Nên là những bộ cửa cuốn nhỏ chúng tôi bán theo bộ luôn, là giá khoảng tầm 3 triệu 500 nghìn đồng một bộ. Đấy. Thì những cái bộ cửa cuốn nhỏ thì đơn giá như vậy là 3 triệu 500 nghìn đồng một bộ và không áp dụng theo mét vuông. Kể cả 1 mét vuông thì cũng rất 3 triệu 500, mà 6 mét vuông thì cũng 3 triệu 500, bởi vì nó cũng đầy đủ công đoạn như vậy. Tôi chia sẻ là như vậy, là mà ai có hỏi thêm gì thì có thể để lại bình luận bên dưới đấy. Trong trường các vị muốn xem hình ảnh các sản phẩm thì các vị có thể kích vào cái đường link website là villatagroup.vn, tôi để bên dưới. Đặt hàng có thể liên hệ theo số 0982 802 286. Video này tôi kết thúc ở đây. Cảm ơn các vị đã xem và hẹn gặp lại các quý vị ở video mới.